Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em nhận 100 top cần có cái hiệu là GBC trên một cái sàn Golden Chain. Top cần này các bạn có thể chơi và sau khi các bạn chiến thắng có thể về rút tiền về được các bạn, về tài khoản LINE của tất cả các bạn nha bạn. Rồi để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả, các bạn đăng ký cái tài khoản nha. Đầu tiên username của bạn là tên của mình nè, anh Dalinem các bạn ghi họ nè. Rồi các bạn. Rồi email các bạn điền địa chỉ email mình vào. Rồi số điện thoại các bạn vào các bạn. 0329931577 rồi các bạn mật khẩu các bạn xác nhận mật khẩu các bạn. Rồi các bạn cái mã giới thiệu này các bạn đi các bạn. Các bạn nhập vào tôi không phải là người máy nè. Vì số lượng của hạn nên các bạn đăng ký nhanh nha các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút nha, chờ lót chút. Rồi các bạn bấm nút chút mít nha các bạn. Rồi các bạn lưu. Rồi các bạn bấm mail lên các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch nha các bạn. Đâu rồi ta? Các bạn chờ một chút các bạn. Trời ơi, nó gửi về thứ 9 ta mới gặp nó. Lại đi. Rồi các bạn giờ tắt cả thư các bạn. Rồi các bạn chờ đó cho này các bạn. Wooten nó đã gửi mình một cái email rồi. Admin. Đây là một cái thằng chị bio thôi các bạn, chị bên này nắp xanh thôi. Lâu qua lâu mình cũng không có chơi. Rồi các bạn bấm vào một config you fail email. You email các bạn xanh xanh. Rồi. Rồi các bạn bấm vào ba chữ gạch các bạn login vào nha các bạn. Rồi các bạn chờ lót chút nha các bạn. Máy nó chậm một sáng máy nó chậm gì. Admin Adobe. Rồi các bạn login vào, tôi không phải là người máy. Wow, vô cái các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi chọn dịch qua đường. Lâu quá. Rồi các bạn xác minh nha bạn. Tại ơi đèn giao thông không xong. Gặp mấy cặp cha này ghét quá tờ ghét. Tại ơi sao không được rồi ta. Xe hơi. Nãy xuôi với tờ. Xác minh nha bạn. Rồi các bạn bấm vào lúc này một login nha bạn. À vô rồi. Rồi sau khi các bạn vào có 100 demo tài khoản demo có 100 tất cả cần các bạn cứ chạy demo các bạn rồi bạn nhấp vào qua chỗ gạch nè. Rồi các bạn vào wallet nè. Chưa các bạn. Thấy được một cái tài khoản bạn 100 CB là khoảng 100 đô và tài khoản chính nha các bạn. Balance sao nó chưa chuyển qua tập cần like, mình có để một cái nhóm Zalo hỗ trợ cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào nhóm mà theo chuyên gia, chạy theo chuyên gia nha các bạn.
Rồi các bạn nhấp vào ba gạch tiếp theo nè. Bạn nhầm bấm Wallet nè. Video Transfer, History, Network, liên ghép đâu ta. Các bạn chọn chụp kim liên ghép cho tất cả các bạn nha bạn. Sword, you boy, wallet, current. Nhấn hết đúng. Rồi này các bạn liên ghép mình vô này, chỗ này là các bạn là cái chỗ cây hệ thống này nè các bạn, network nè. Rồi các bạn nhấp vào bộ đồ file lại nha các bạn. Các bạn chỉnh sửa thông tin lại nha các bạn. Google thi hù like account. Rồi để mình cập nhật con này sau cho tất cả các bạn nha các bạn. Mình cập nhật các bạn KYC để chừng nữa có gì góp tiền cho vậy các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.